Hôm nay mình làm bánh pizza nha các bạn. Đây là cái đế bánh pizza mà mình đã nướng, mình vừa nướng xong nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện làm bánh pizza. Đây là tương cà nha các bạn. Mình sẽ có chiếc tương cà đầy bánh luôn. Đây là xúc xích nha các bạn. Đây là tôm. Đây là phô mai nha. Mình sẽ rải phô mai đều mặt bánh. Bánh của mình bây giờ đem vào lò nha các bạn. Mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu trong vòng 10 phút nha các bạn. Mình sẽ hạ nhiệt độ xuống các bạn ơi, 160 độ trong vòng 10 phút. Ok. Wow, đã chín này các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy ra ăn nha. Mình sẽ lấy tương cà lên nha các bạn. Bánh rất là giòn luôn á. Rất là ngon luôn. Lớp bánh rất là mềm, rất là ngon luôn á. Mình thử món pizza của vợ mình làm các bạn ơi. Nhìn nè, rất là ngon nha. Mình sẽ thêm tương ớt các bạn. Ngon, bé béo mà của phô mai các bạn, thơm á.